không 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 lần 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 này là hình như là đồ ăn ít hơn lần trước rồi đó. Hai năm lần mà mới có bữa nay ngày thứ ba thôi mà. Sự thật của Đức Chúa Trời, Ngài phát triển trong chúng ta. Galati đoạn 4 câu 4 đến câu 7. Nhờ mọi người đọc cho tôi Galati đoạn 4 câu 4 câu 7. Đoạn 5 câu 1 và đoạn 5 câu 16. Rồi chúng ta xem Galati đoạn 5 câu 1. Dạ. Rồi chúng ta đọc luôn câu 16. Vậy tôi nói rằng hãy cứ đi theo thánh linh chứ này là đồ điều tôi muốn. Dạ. Cho nên cái cách để chúng ta có thể làm cho đó là cái cách mà Đức Chúa Trời Ngài phát triển chính Ngài ở trong chúng ta đó là thế nào? Chúng ta phải hiểu rằng để phát triển được chính Ngài trong chúng ta thì Ngài phải ở trong chúng ta, đúng không ạ? Cho nên ở Galati đoạn 4 từ câu 4 câu 7 thì cho chúng ta biết rằng Thánh Linh của Chúa được đặt vào trong lòng của chúng ta khi chúng ta tin Chúa Giêsu. Thánh Linh của Chúa được đặt ở trong lòng chúng ta. Khi chúng ta tin Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta phải nắm chắc điều này, đó là ngay khi tin Chúa Giêsu Christ thì chúng ta đã có Thánh Linh của Chúa ở trong lòng mình rồi. Và Thánh Linh đó ở trong Ephesos đoạn 1 thì cho chúng ta biết rằng
Thánh Linh đó là Thánh Linh ấn chứng về sự cứu chuộc của chúng ta, và Thánh Linh đó không bao giờ rời khỏi chúng ta. Cho nên chúng ta nắm chắc điều này. Nhưng mà có một điều chúng ta thấy rằng, có một điều chúng ta thấy đó là tất cả mọi người tin Chúa đều được Thánh Linh ở trong lòng. Nhưng tại sao có những người thì chúng ta là sống một đời sống thuộc linh, nhưng cũng có những người tin Chúa mà họ không phát triển được đời sống thuộc linh? Chúng ta để trong thực tế, trong hội thánh, thấy cũng những người tin Chúa và họ sống đời sống thuộc linh rất là mạnh mẽ, nhưng cũng có những người tin Chúa họ không phát triển được đời sống thuộc linh, và thậm chí là họ sống như là đời sống cũ. Lý do là tại sao? Trong khi ta biết chắc rằng khi chúng ta tin Chúa Giêsu thì Thánh Linh đã được ở trong lòng chúng ta rồi, vậy thì không có một người nào mà tin Chúa Giêsu thật mà không có Thánh Linh ở trong lòng hết. Bất kỳ người nào tin Chúa Giêsu thật thì Thánh Linh đều ở trong lòng. Nhưng mà làm sao lại có sự khác biệt? Có người thì mạnh mẽ trong Đức Thánh Linh, có người thì nhạy bén trong Đức Thánh Linh, có người thì bước đi và sống một đời sống thuộc linh. Nhưng có những người thì dường như chúng ta thấy cảm giác như là không có sự tồn tại của Thánh Linh ở trong người đó. Nhưng mà chúng ta biết chắc là Chúa hứa là tin Chúa Giêsu thì Thánh Linh của Chúa được đặt ở trong lòng của chúng ta, như Galati đoạn 4 để chúng ta đọc. Cái sự khác biệt ở chỗ này, cái sự khác biệt ở chỗ này đó là chúng ta hiểu là Ngài phải được phát triển ở trong chúng ta, tức là Ngài phải được lớn lên ở trong chúng ta. Vậy thì khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì Thánh Linh của Chúa được đặt vào trong lòng chúng ta, ấn chứng trong lòng của chúng ta. Nhưng Ngài có được cái chữ lớn lên đó, đôi khi chúng ta suy nghĩ và chúng ta hình dung, và đôi khi chúng ta nghĩ rằng giống như là một cái gì đó cần phải được nuôi, đúng không ạ? Nhưng mà không, có nghĩa là chúng ta dành cho Ngài cái khoảng không bao nhiêu. Thì tại vì Thánh Linh của Chúa là thần linh, và chúng ta thử hình dung là cái chữ thần linh có nghĩa là không khí, là gió. Vậy thì bây giờ tôi ví dụ như là chúng ta có cái căn phòng của chúng ta là diện tích là bề ngang là 6m và dài là 7m căn phòng chúng ta. Nhưng mà nếu như trong căn phòng đó chúng ta chứa quá nhiều đồ đạc thì cái khoảng không để cho không khí nó lưu thông, hay là để cho không khí nó chiếm ở trong cái căn phòng đó, nó sẽ ít đi. Nhưng mà khi chúng ta dọn càng trống thì không khí càng nhiều đó. Và chúng ta thử hình thế này, tâm lòng của chúng ta đó, khi chúng ta mới vừa tin Chúa, trước khi chúng ta tin Chúa thì tâm lòng chúng ta nó đầy hết tất cả mọi cái điều gian dâm ô uế luôn tuồng, nó không có chỗ trống nào cả. Nhưng khi chúng ta tin Chúa thì bắt đầu nó có được chỗ trống nhỏ và Thánh Linh của Chúa ở trong đó. Và nếu như chúng ta không tiếp tục, chúng ta dọn đi những cái chỗ trống, những cái đồ đạc lung tung, tôi dùng cái hình ảnh minh họa để chúng ta hiểu đó, nếu ta không dọn đi những cái đồ đạc lung tung thì Thánh Linh hay là cái khoảng trống bao nhiêu đó, 10 năm nó cũng nhiêu đó, chục năm, 20 năm nó cũng nhiêu đó, không lớn lên được. Và những cái đồ đạc linh tinh đó nó vẫn chiếm hữu và nó y nguyên trong như vậy. Và cái căn phòng chúng ta vẫn ngột ngạt, tâm lòng chúng ta vẫn ngột ngạt. Nhưng mà bây giờ bắt đầu tôi bỏ đi dần những cái yếu đuối, tôi bỏ đi dần những cái đồ lỉnh kỉnh ở trong phòng, thì tôi bỏ thêm được một món, cái phòng của tôi nó có khoảng trống thêm một chút. Tôi bỏ đi thêm một món nữa, cái phòng của tôi có khoảng trống thêm một chút. Và nếu tôi bỏ sạch hoàn toàn hết tất cả những cái đồ lùng vụng ở trong phòng thì cái phòng của tôi hoàn toàn trống, và không khí chiếm trọn hết, không có chỗ nào không có không khí. Thì cái hình ảnh Thánh Linh Ngài phát triển cho chúng ta là giống là như vậy. Thánh Linh của Chúa được đặt ở trong lòng của chúng ta, nhưng để cho Thánh Linh Ngài có thể chiếm hữu trọn vẹn hay là lớn lên ở trong chúng ta thì bằng cách là chúng ta phải bỏ đi những cái sự yếu đuối của xác thịt, bỏ đi những việc làm của xác thịt. Và để bỏ đi được những việc làm của xác thịt thì chúng ta cần phải sống với lời Chúa. Chúng ta cần phải sống với lời của Chúa, hay nói khác hơn là sống như lời của Chúa dạy. Cần phải sống như lời của Chúa dạy. Và chúng ta để cho lời của Chúa được
xây dựng ở trong chúng ta. Thì nếu như chúng ta có một đường sống như thế này thì Thánh Linh của Chúa sẽ cai trị ở trong lòng của chúng ta. Và Ngài sẽ mỗi ngày mỗi trưởng thành, hay là mỗi ngày mỗi lớn lên ở trong chúng ta. Cho nên Galati đoạn 5 câu 1 nói gì đây? Chúng ta, Đấng Christ đã buông tha chúng ta khỏi, Đấng Christ đã buông cho chúng ta được tự do. Hãy đứng vững, chớ để mình dưới ách tôi mọi nữa. Tức là qua sự tin Chúa Giêsu thì Đấng Christ đã dọn cái chỗ cho trong cái lòng của chúng ta rồi, và chúng ta đừng bắt đầu có được sự tự do rồi. Chúng ta phải làm cho cái sự tự do đó nó càng ngày càng hơn, nhưng mà chúng ta đừng có để cho, đừng để cho cái những cái thói quen cũ nó lại quay trở lại trên đời sống của chúng ta nữa. À, giống như thế này nè, giống như thế này, có một cái hình ảnh tôi ở nhà tôi có hình ảnh tôi thấy rất là vui mà tôi muốn giải quyết, tôi không biết giải quyết cách nào. Đó là khi tôi làm cái nhà mới thì chúng tôi với mấy chị tôi đã có kế hoạch, đó là bí mật là giải quyết hết tất cả mọi cái gì cũ, xử lý hết đi, không để cho nó đem vô trong cái nhà mới. Tại vì cái tính của má tôi là cứ cái gì có cái gì là giữ lại, bỏ tiếc. Và tôi nghĩ là nhiều người phụ nữ cũng có tính đó, bỏ tiếc. Cho nên là bây giờ có những cái đồ nó rất là cũ rồi, thậm chí là để nó hoài cũng không xài được. Nhưng mà nếu mà có mặt bà mà dọn bỏ đó là bà không chịu. Cho nên là cứ tranh thủ lúc nào mà bà đi đâu đó không có nhà, ở nhà dọn. Thì khi mà dọn vô nhà sạch sẽ, thoáng mát hết trơn rồi, nói chừng bà về, bà không nói gì. Nếu bà đi ra phía sau mà thấy, nếu bà rinh lên từng cái đem vô lại. Và cuối cùng cái nhà nó đầy lại. Tôi đang muốn dùng hình ảnh này, Đấng Christ đã buông tha ta được tự do rồi, đừng có đem lại cái cũ, đừng có tiếc những cái cũ mà đem nó trở lại để chúng ta lại cuối cùng chúng ta ở dưới cái ách tôi mọi. Nhiều khi chúng ta tiếc, chúng ta tiếc cái này, chúng ta tiếc cái kia, chúng ta tiếc cái nọ. Nhiều khi chúng ta tiếc những cái hào quang của đời sống cũ. Có những người ngồi lại với nhau là kể là hồi xưa tôi thế này, hồi xưa tôi thấy kia, hồi xưa tôi thấy nọ. Và cuối cùng nó lại chất chứa nhiều cái điều ở trong lòng của mình, và làm cho đời sống mình bắt đầu nó chật chội trở lại. Và Thánh Linh của Chúa không có chỗ để phát triển ở trong chúng ta. Bởi vậy cho nên để chúng ta có thể, chúng ta không để mình ở dưới tôi mọi nữa, thì cái cách duy nhất đó là trong đoạn 5 câu 16, đó là nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước đi theo Thánh Linh. Chúng ta hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm tròn những điều ưa muốn của xác thịt. Thánh Linh của Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta qua đâu? Thánh Linh của Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta qua tâm linh của chúng ta. Và Ngài dẫn dắt như thế nào? Bằng cái tiếng nói bên trong hay là tiếng nói của tâm linh? Còn cái việc nghe Chúa phán thế nào thì tôi sẽ không mở rộng, chúng ta sẽ có cái bài học đó. À, nhưng mà Thánh Linh của Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta qua tiếng nói bên trong. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ xây dựng chính mình Ngài trong chúng ta qua Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời sẽ xây dựng chính mình Ngài trong chúng ta qua Đức Thánh Linh. Philip đoạn 2 câu 13. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Chúa cảm động lòng của chúng ta, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta bằng cách nào? Bằng cách cảm động. Và chúng ta có thường nghe cái câu nói này không? À, Chúa cảm động lòng tôi làm này, Chúa cảm động lòng tôi làm cái kia. Và khi Chúa cảm động lòng chúng ta làm cái này, hay Chúa cảm động lòng ta làm cái kia, và những cái điều mà Chúa cảm động đó, tức là nếu chúng ta làm theo, thì tức là chúng ta đang làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
tôi cũng thường hay nói với anh em, khi mà Chúa cảm động chúng ta hãy làm. Ngay cả trong sự dâng hiến, đương nhiên trong những cái của dân, dân phần 10 ở trong hội thánh, đó là cái điều chúng ta phải dâng. Nhưng mà ví dụ như trong cái điều dâng hiến, trong cái điều giúp đỡ người khác, vân vân, thì nếu Chúa cảm động hãy làm. Còn nếu Chúa không cảm động, đừng ép. Bởi vì sao vậy? Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Không có chuyện dâng hiến mà ép, mà gài bẫy gì hết trơn á. Vui lòng được Chúa cảm động, và khi Chúa cảm động và người đó đồng ý với sự cảm động của Chúa, và người đó vui lòng để dâng, người đó sẽ được phước. Khi chúng ta giúp đỡ một người nào đó, nếu Chúa cảm động và chúng ta vui lòng chúng ta làm theo để chúng ta giúp đỡ người đó, chúng ta sẽ được phước. Còn nếu như chúng ta làm vì một cái lý do gì khác sẽ không được phước. Chúng ta nhớ nha, chúng ta làm vì một lý do gì khác sẽ không được phước. Philip đoạn 2 câu 13. Rồi, chúng ta thường hay dùng cái chữ, gọi là nói cái chữ là ân điển, đúng không ạ? Chúng ta thường hay nói là ân điển. Vậy thì theo chúng ta thì ân điển là gì? Thì ở trong cái bài này định nghĩa chúng ta cái ân điển là gì đây? Ân điển có nghĩa là tình yêu đang làm việc. Số 3. Ân điển có nghĩa là tình yêu đang làm việc. Chúng ta xem Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 18. Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa là cứu Chúa chúng ta, và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, nguyện xin vinh hiển về nơi Ngài từ rày cho đến đời đời. Tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa. Vậy thì tấn tới trong ân điển là gì? Chúng ta nhớ là ân điển của Chúa, chúng ta ngày nay chúng ta sống trong thời ân điển, phải không ạ? Và ân điển của Chúa, luật của Chúa ngày hôm nay là luật của Thánh Linh sự sống, và luật Thánh Linh sự sống là luật của tình yêu. Và Chúa muốn chúng ta phải tấn tới trong ân điển, tức là chúng ta phải tiến lên, chúng ta phải lớn lên, chúng ta phải càng ngày càng vững vàng hơn nữa ở trong ân điển, hay là ở trong cái cách mà chúng ta thực hiện tình yêu của Chúa. Cho nên ân điển nói tóm lại là gì đây? Đó là tình yêu của Chúa đang hành động. Cũng như Chúa ban cho chúng ta ân điển, đó là Chúa Ngài hành động sự cứu chuộc bằng tình yêu. Ngài yêu và Ngài hành động theo cái điều Ngài yêu, và chúng ta được hưởng ân điển, đó là được cứu. Thì ngày hôm nay chúng ta hãy tấn tới cho ân điển bằng cách là chúng ta phải phát triển cái tình yêu đó ra. Chúng ta phải rao tình yêu đó ra. Chúng ta phải làm cho tình yêu đó lớn lên bằng cái gì? Bằng những hành động của tình yêu. Tức là chúng ta phải học theo tình yêu của Chúa, như cái chủ đề chúng ta đã nói về lẽ thật về tình yêu của Chúa. Thì chúng ta phải học lấy tình yêu đó, và chúng ta phải hành động với tình yêu đó, chứ không phải chúng ta chỉ học rồi thôi. Gia Cơ nói gì đây? Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Hay ở trong một cái bản dịch khác tôi thích hơn, đó là hãy làm theo lời, đừng tưởng chỉ nghe là đủ. Chúa Giêsu thì nói là các ngươi dò xem Kinh Thánh vì tưởng như vậy được sự sống đời đời. Kinh Thánh làm chứng về ta, nó cũng tương đương như vậy đó. Có nghĩa là nhiều người nghĩ rằng nghe lời Chúa hay đọc lời Chúa là đủ rồi, nhưng không, làm theo. Và ở đây nó có sự khác biệt giữa chúng ta làm theo lời của Chúa và những cái tôn giáo khác họ làm. Ví dụ đi, ví dụ như có nhiều người, đặc biệt là những người Công giáo, họ muốn làm, họ muốn được cái gì đó thì họ bắt đầu họ đọc kinh. Thậm chí có những người khuyên là phải đọc cái bài kinh đó một ngày mấy lần, và đọc bao nhiêu ngày thì Chúa sẽ nghe. Nhưng đó là cái điều mà của con người. Nhưng cái điều của Chúa dạy đó là như thế này: hành động chứ không phải là chỉ đọc. Có nhiều người nghĩ là, có nhiều người đó là cứ mục sư ơi, sao cái gì đời sống của tôi nó không được giải phóng, tối nào tôi cũng nghe lời Chúa hết. Tối nào tôi cũng mở Kinh Thánh tôi nghe hết, mà tại sao không được? Nghe là một chuyện, làm
đó là một chuyện, và kết quả hay không ở cái chỗ chúng ta làm theo, chứ không phải kết quả hay không ở chỗ chúng ta nghe. Đương nhiên Kinh Thánh Chúa cũng nói là phước cho những kẻ đọc và kẻ nghe lời được chép trong luật pháp này. Đương nhiên phước cho kẻ đọc và kẻ nghe là gì? Tức là khi chúng ta đọc hoặc là khi chúng ta nghe, thì chúng ta qua cái việc đọc và việc nghe đó mà chúng ta biết được ý muốn của Chúa, chúng ta biết được chương trình của Chúa, chúng ta biết được kế hoạch của Chúa để chúng ta làm. Còn nếu chúng ta không đọc, nếu ta không nghe, làm sao ta biết? Nhiều người lại hiểu lầm là vậy là nghe là được thôi, nghe là được rồi, mà nghe không làm theo thì sao? Không ích lợi gì cả. Cho nên là không phải những người mà nghe đó và làm theo thì họ sẽ được phước ở trong sự mình vâng lời. Gia cơ thì nói luận về đức tin. Đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Nếu ta nói chúng ta tin Chúa, nếu ta nói tin vào ân điển của Chúa mà chúng ta không hành động theo ân điển thì vô ích. Cho nên chúng ta cần phải tấn tới trong ân điển bằng cách là gì đây? Bằng cách là hãy hành động bằng tình yêu. Hãy hành động bằng tình yêu. Một lần nữa tôi nhắc lại cái ba cái đoạn Kinh Thánh đặc biệt, đó là Cô-rinh-tô nhất đoạn 12, 13 và 14. Cô-rinh-tô nhất đoạn 12, đoạn 13 và đoạn 14. Chúng ta biết ba đoạn này nói gì không ạ? Đoạn 12 nói về ân tứ, đoạn 13 nói về tình yêu, và đoạn 14 nói về ân tứ. Ủa tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Nhưng mà tôi có giải thích theo một hướng, đúng không ạ? Tôi đã giải thích theo một hướng rồi, bây giờ tôi giải thích theo một hướng khác của điều này, theo cái hướng gọi là theo cái văn hóa của chúng ta, để chúng ta sẽ hiểu cái điều quan trọng. Chúng ta thử tưởng tượng ba cái đoạn Kinh Thánh này nó giống như cái mẫu bánh mì vậy. Ai ăn bánh mì không? Ăn bánh mì kẹp thịt á, có ai ăn không? Có ai đã từng ăn chưa? Tôi ăn hoài luôn đó. Bây giờ cái bánh mì thì nó có một cái mẫu bánh mì phía trên, đúng không ạ? Rồi nó cũng có một cái mẫu bánh mì phía dưới, và ở giữa nó thì nó có một cái phần thịt, đúng không? Và cái bánh mì nó là cái bánh mì, nhưng cái tên của nó sẽ được gọi theo cái nhân của nó bên trong. Nếu ở giữa này là trứng, ta sẽ gọi là gì? Bánh mì trứng. Ở giữa đây là thịt gà, bánh mì gà. Ở giữa đây là heo thì bánh mì thịt heo. Ở giữa đây là bò thì bánh mì thịt bò. Vậy thì cái tên của cái mẫu bánh mì này nó sẽ lệ thuộc vào trong cái nhân ở bên trong. Vậy thì bây giờ chúng ta thử hình dung đi, giống như ở cái phần bánh mì này, đó là cái phần trên đó là Cô-rinh-tô nhất đoạn 12, cái phần dưới này là Cô-rinh-tô nhất đoạn 14, và ở giữa này là Cô-rinh-tô nhất đoạn 13. Vậy thì cái phần bánh này nó, Chúa muốn là chúng ta phải thực hiện cái ân tứ của Chúa ở trong cái ưu điểm, hay là cái điểm cần phải được nhấn mạnh, đó là tình yêu. Tức là chúng ta cần phải làm mọi công việc của Chúa bằng cái động cơ là tình yêu, chớ không phải bằng một cái động cơ gì khác. Cho nên chúng ta thấy Chúa Giê-xu khi ngài ở trên đất, ngài hành động mọi sự đều theo cái gì đây ạ? Đức Chúa Giê-xu động lòng thương xót. Đức Chúa Giê-xu động lòng thương xót. Rồi trong cái việc mà Chúa sai phái một người, thì chúng ta nhớ là Chúa hỏi Phi-e-rơ, hỏi Simon Phi-e-rơ, hỏi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Ông nói lạy Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Thì Chúa nói gì đây? Hãy chăng chiên ta. Hỏi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Lạy Chúa biết rằng con yêu Chúa. Hãy chăng chiên ta. Ngài kêu gọi những người yêu ngài, ngài đặt để vị trí cho người yêu ngài. Và nếu chúng ta yêu ngài thì chúng ta mới có thể đứng vào trong cái vị trí mà ngài đặt để. Nhưng nếu chúng ta yêu ngài thì chúng ta mới thật sự chúng ta hành động
và chúng ta thật sự chúng ta làm theo. Còn nếu chúng ta không yêu, chúng ta không thể làm theo. Cho nên chúng ta cần phải lớn lên ở trong Đức Chúa Trời. Có nghĩa là chúng ta lớn lên ở trong sự bước đi ở trong tình yêu. Lớn lên ở trong Đức Chúa Trời có nghĩa là lớn lên trong sự bước đi trong tình yêu. Ghi kịp không? Lớn lên trong Đức Chúa Trời là lớn lên trong sự bước đi trong tình yêu. Cho nên khi mà chúng ta thấy, khi mà chúng ta hành động và chúng ta giúp đỡ, chúng ta dâng hiến, chúng ta phục vụ, mà nếu chúng ta làm tất cả mọi điều đó bằng cái động cơ là tình yêu thương, chúng ta sẽ thấy ơn của Chúa sẽ càng tăng lên trên đời sống của chúng ta, sự phước hạnh của Chúa sẽ càng tăng lên trên đời sống của chúng ta, và chúng ta sẽ thấy mình thỏa lòng ở trong cái việc mình làm, nó không có nặng nề, nó không mệt mỏi, và chúng ta thấy càng ngày mình càng trưởng thành hơn ở trong Chúa. Và để chúng ta có thể lớn lên trong sự bước đi trong tình yêu, để chúng ta có thể làm được điều đó thì chúng ta cần phải đầu phục Ngài. Đầu phục Ngài. Một cái ví dụ đầu phục, ví dụ như bây giờ, để chúng ta có thể lớn lên ở trong tình yêu của Chúa, thì để có thể bày tỏ tình yêu của Chúa ra thì chúng ta cần phải tha thứ, đúng không ạ? Chúng ta phải tha thứ thì chúng ta mới có thể bày tỏ được tình yêu. Còn nếu không tha thứ làm sao ta bày tỏ được tình yêu? Nhưng mà bây giờ nếu Chúa thì Chúa muốn chúng ta phải tha thứ, nhưng còn chúng ta thì chúng ta không chịu tha, thì làm sao chúng ta bày tỏ tình yêu được? Làm sao tình yêu phát triển trong chúng ta được? Cho nên chúng ta phải đầu phục Chúa. Chúng ta xem Côlôse đoạn 1 câu 9 đến câu 12. Côlôse đoạn 1 câu 9 đến câu 12. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và Đức Chúa Trời ban cho anh em đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Chúng ta thấy để chúng ta có thể có sự khôn ngoan, để chúng ta có thể làm được mọi sự, thì chúng ta cần phải được hướng dẫn, chúng ta cần phải hiểu ý của Chúa, và chúng ta cần phải bước đi trước những gì mà thế gian, hay là chúng ta cần phải bước đi trước thế gian. Vậy thì làm sao để chúng ta có được sự khôn ngoan đó đây? Thì Kinh Thánh nó cho chúng ta biết rằng Thánh Linh của Chúa sẽ giúp cho chúng ta, Thánh Linh của Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta, và Thánh Linh của Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta. Ngài sẽ cho chúng ta hiểu như thế nào ạ? Ngài sẽ cho chúng ta hiểu, Ngài cho chúng ta mọi thứ khôn ngoan hiểu biết, cũng như là hiểu biết ý muốn của Chúa và hiểu biết mọi cái sự hiểu biết thiêng liêng nữa. Đó là cái điều mà Thánh Linh của Chúa sẽ giúp cho chúng ta. Cho nên để chúng ta có thể để cho Ngài phát triển ở trong chúng ta, thì chúng ta cần phải để Thánh Linh của Chúa dẫn dắt chúng ta. Thánh Linh của Chúa làm giáo sư của chúng ta. Thánh Linh của Chúa Ngài, chúng ta cần phải hiểu ý muốn của Chúa để chúng ta bước đi làm đẹp lòng Chúa. Rồi chúng ta sự bước đi này của chúng ta là sự bước đi trước thế gian, tức là gọi là đi trước một bước đó. Đi trước một bước. Cho nên chúng ta thấy rằng những người đi theo Chúa, những cách hành động của họ
là cách hành động của cái gọi là cái sự tiên tiến, chứ không phải là thụt lùi, không phải là gọi là mê tín dị đoan, nhưng mà nó sự tiên tiến. Bởi vì chúng ta luôn luôn, nếu chúng ta nhờ cậy sự dẫn dắt của Chúa, nhờ cậy Thánh Linh của Chúa, thì chúng ta luôn luôn đi trước, chúng ta luôn luôn đi trước. Thế, và chúng ta thấy ở trong thực tế thì mỗi người, nếu mà nếu là một cơ đốc nhân thật, là một người yêu mến Chúa thật, thì chúng ta là người tiên phong ở trong những cái việc đúng đắn. Chúng ta không phải là cái người thụt lùi, chúng ta không phải là cái người gọi là ép mới làm. Ví dụ trong việc thực hiện theo luật pháp cũng vậy, chúng ta cũng là người tiên phong để chúng ta làm. Và chúng ta hiểu rằng để chúng ta có thể đi trước thế gian, thì Thánh Linh của Chúa chúng ta phải để cho Ngài là giáo sư lớn, Ngài là đấng dẫn đường cho đời sống của chúng ta. Như gần đây chúng ta thấy rằng qua cái tình trạng dịch bệnh của thế giới, thì người ta mới lục lại ở trong những cái lời tiên tri của các tôi tớ của Chúa, những cái sự hiểu biết của các tôi tớ của Chúa. Trước đây họ đã nói nhiều năm về trước về những tình trạng đó, và bây giờ nó đang ứng nghiệm. Như tôi mới vừa xem hồi nãy, lúc mà giải lao tôi xem cái tin đó là người ta đã tìm lại được cái lời tiên tri của ông sứ đồ Simon, tức là sứ đồ này là sứ đồ thời nay. Ông đã nói tiên tri về cái dịch bệnh của Vũ Hán đây là năm 1916, là ông đã nói là tiên tri đó, nhưng bây giờ nó đã ứng nghiệm. Và chúng ta luôn luôn đi trước, luôn luôn đi trước mọi sự. Rồi, như đi trước nhờ sự dẫn dắt của Chúa, nhờ sự để chúng ta để cho Chúa lớn lên ở trong đời sống chúng ta đi trước thế gian là thế này. Chúng ta nhớ câu chuyện của ông Joseph. Câu chuyện của ông Joseph. 7 năm tới nữa Chúa đã cho ông biết. Và ông đã sử dụng sự khôn ngoan của Chúa để ông chuẩn bị hết cho những năm về sau. Khi mà những năm được mùa và những năm mất mùa, không có một thuật sĩ nào ở trong xứ Ê-tô biết được điều đó, đúng không ạ? Đi trước. Ví dụ như Daniel là người kính sợ Chúa, mọi thuật sĩ ở trong cái Đế quốc Ba Tư thời điểm đó họ không biết được, nhưng mà bởi sự cầu nguyện, bởi sự nhờ cậy và bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh mà ông biết được cái giấc chiêm bao của ông vua là gì. Và cái điều đó là cái điều vượt ngoài tất cả mọi khả năng của con người. Cho nên chúng ta để cho khi chúng ta để cho Thánh Linh của Chúa, để cho Chúa làm chủ, để cho Chúa lớn lên trong chúng ta và để cho Ngài dẫn dắt chúng ta, và chúng ta đầu phục Ngài, chúng ta bước theo Ngài, thì chắc chắn một điều rằng chúng ta luôn luôn là người đi trước. Vậy thì làm sao chúng ta nhận biết đâu là cái kết quả đến từ Đức Chúa Trời qua cái việc mà chúng ta đầu phục, qua cái việc mà chúng ta để cho Chúa Ngài dẫn dắt? Cái sự vui mừng, dấu hiệu đó là vui mừng luôn là kết quả từ Đức Chúa Trời. Số 5. Vui mừng luôn là cái kết quả từ Đức Chúa Trời. Xin đọc giùm tôi Tin Lành Giăng đoạn 15 câu 11. Đoạn 15 câu 11 thêm một câu 11 thôi. À, cái dấu hiệu của cái điều mà Chúa sẽ làm đó là gì? Sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. À, rồi chúng ta xem Roma đoạn 14 câu 17. Roma đoạn 14 câu 17. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy.
cái câu này có nghĩa là gì đây? Tức là Phaolô ông đang giải thích về những cái điều người ta thắc mắc, về những cái của cúng thần tượng nè, rồi về những cái loại thức ăn. Ví dụ như là ở trong cái thời của Phaolô thì người ta thờ nữ thần Diana, và tới cái ngày lễ đó thì người ta tất cả mọi cái con vật đều được cúng hết, gọi là những con vật làm của lễ đó đều được cúng hết, và người nhiều quá đi người ta ăn không hết, mà thế là người ta đem những con vật đã cúng rồi đem ra chợ bán. Thì những người tín hữu họ thắc mắc là vậy thì bây giờ mua thức ăn ngoài chợ mà những cái thịt thời điểm đó mua như vậy đó thì có phải là ăn đồ cúng thần tượng không? Thì những cái điều ông luận ở phía trên đó, và cuối cùng ông nói là nước Đức Chúa Trời nó không phải tại ăn uống, nhưng mà bởi vì vì cái sự công bình, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ từ Đức Thánh Linh. Cho nên là nhiều khi chúng ta cứ quá chú trọng vào những cái tiểu tiết. Chúng ta quá chú trọng vô tiểu tiết đó là tôi có đi dự cái đám này không, tôi có dự đám kia không, tôi có ăn cái món này được không, tôi có ăn cái món kia được không, tôi có ăn trứng lộn được không. Rồi thế là chúng ta cứ lên trên mạng chúng ta cãi ì đùng với nhau, mà chúng ta làm xấu hổ Chúa. Nước Đức Trời không phải tội ăn và uống đó, đúng không ạ? Nhưng tại vì nước Đức Trời vì cái gì ạ? Sự công bình, sự bình an, sự vui vẻ bởi Đức Thánh Linh mà đến. Và tất cả mọi điều đó nó bắt đầu từ trong lòng. Có nghĩa là tôi ăn, tôi uống, tôi làm bất cứ điều gì đó, tôi làm ở trong sự công bình. Tức là tôi không có làm một điều gì ở trong ý tưởng gian ác cả. Tôi không có làm bằng cái động cơ gian ác. Tôi không có cố gắng để tôi chen vào những cái kẽ hở của luật pháp để tôi làm những điều sai chật theo cái tư dục của tôi. Tôi công bình. Công bình thế nào? Giả dụ như có ai đó mời tôi đi ăn bữa ăn, và họ cố tình họ giấu tôi rằng họ không cho tôi biết cái thức ăn đó đã cúng. Và tôi là người công chính. Tôi ăn. Tôi không có tội gì cả. Tôi không có tội gì hết. Bởi vì tôi công bình. Tôi không cố tình để tôi chen vào trong kẽ hở để tôi ăn. Nhưng mà cái người mà không công bình, cái người cố tình làm cái điều không công bình là thế này nè. Cố tình chen vào trong kẽ hở. Ví dụ như một người thích uống rượu và bắt đầu tìm ở trong Kinh Thánh để bào chữa. Ủa, Kinh Thánh đâu có cấm uống rượu đâu. Phaolô còn phiên Timôthê uống một chút rượu vì tỳ vị của con mà. Cho nên ngày hôm nay tôi uống rượu đâu có phạm tội đâu. Đó, vậy là phạm tội rồi đó. Tại vì sao vậy? Chúng ta làm bằng cái động cơ không công bình. Chúng ta uống nó bằng cái động cơ đó là chúng ta chiều theo cái tư dục của mình, và chúng ta bẻ cong lời Chúa theo ý muốn của chúng ta. Đó không tội đâu đó. Còn bản thân chúng ta rõ ràng Kinh Thánh Chúa rõ ràng Chúa khuyên là Phaolô khuyên Timôthê là gì đấy? Uống chút rượu tỳ vị của con, tức là sử dụng rượu như là một vị thuốc. Nhưng mà nhiều người vì muốn uống rượu cho nên lấy câu đó ra để bào chữa. Nó khác. Rồi Chúa Giêsu còn quá nước thành rượu cho người ta uống mà. Tới đám cưới vui vẻ uống miếng rượu nhầm nhè gì đâu. Nhưng chúng ta có làm gây vấp phạm cho người khác không? Nếu chúng ta uống có gây vấp phạm cho người khác không? Nếu gây vấp phạm cho người khác không được. Chúa Giêsu nói nếu ai làm cho một đứa trẻ này tin ta mà vấp phạm thì thà cột cỏ đá vào cổ nó quăng xuống biển còn hơn. Mọi sự đều có phép làm, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng không phải mọi sự đều làm lòng Chúa. Tôi được gọi đến sự tự do, nhưng tôi không lấy sự tự do đó làm cớ để tôi ăn ở theo tánh xác thịt. Vậy thì về cá nhân uống rượu được không? Uống rượu có phạm tội không? Uống rượu không có phạm tội. Uống rượu không có phạm tội. Nhưng uống rượu theo tư dục là phạm tội.
làm điều đó mà gây vấp phạm là phạm tội. Nhưng còn bản thân uống rượu không có phạm tội. Nhưng Phao-lô khuyên Ti-mô-thê uống chút tỳ vị của con không có phạm tội. Tôi nói thật, khi tôi đi ra ngoài miền Bắc, tôi nhớ là cách năm trước tôi ra ngoài miền Bắc vào cái mùa đông. Và mùa đông và cái kỳ đó rất là lạnh, hình như là 13, 14 độ gì đó. Mà tôi ở trong miền Nam tôi ra tôi không chịu nổi. Cho nên là khi ăn cơm, ông chủ nhà ông phải rót cho tôi một chút rượu để tôi uống và nó nóng cơ thể lên và tôi có thể chịu được cái lạnh. Nhưng mà nếu như đang bình thường, tôi đang khỏe mạnh, tôi không có cái gì nó cầm bụng tôi cả, mà tôi ăn, tôi ngồi lên bàn ăn và tôi nói ồ cái này mà có ly rượu chắc được lắm à, là nó khác đó. Và tôi chủ động uống vừa đủ cho mình rồi dừng lại và không có ăn quen ăn hoài. Không có phải ngày nào cũng ly, không phải bữa ăn nào cũng ly, không phải vậy. Và nếu như lúc không cần thiết, tôi không để cho nó lệ thuộc mình. Nếu khi tôi ở trong miền Nam, tôi không đụng tới nó. Những lúc tôi ở một mình, tôi cũng không đụng tới nó. Bây giờ nếu mà những lúc tôi ở một mình mà ví dụ tôi ăn món ăn nào đó, tôi nói ồ cái này uống miếng rượu chắc ngon lắm đó, tôi cũng tư dục rồi đó, tôi tư dục đó. Nên là chúng ta phải cân bằng cái chỗ này nha, cân bằng chỗ này chứ đừng có cứ gom lại một đống mà nói là uống rượu là phạm tội. Không phải, nhưng uống rượu với tư dục là phạm tội. Cho nên nước Đức Chúa Trời nó không phải bởi vì ăn uống, không phải bởi vì ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta làm điều đó mà Đức Thánh Linh cáo trách, đừng làm, đừng làm. Chúng ta làm điều gì đó mà Thánh Linh cáo trách, đừng làm. Ngay cả vấn đề ăn cũng vậy. Trước đây tôi cũng ăn thịt cầy bình thường, nhưng mà gần đây tôi quyết định tôi không ăn nữa. Thật ra đối với tôi thì cái thịt con vật đó cũng như mọi vật thịt con vật khác Đức Chúa Trời ban cho. Và Chúa nói là phàm vật nào có hơi thở thì làm đồ ăn cho các ngươi. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 9 Chúa nói như vậy. Cho nên tôi ăn thịt con chó, hay tôi ăn thịt con heo, hay tôi ăn thịt con gì đó, nó cũng là loài thịt, là thức ăn. Nhưng có điều là tôi chọn không ăn con chó nữa là bởi vì sao? Có nhiều người họ bị vấp phạm vì cớ điều đó, cho nên tôi không muốn gây vấp phạm nữa, tôi không ăn. Chứ không ai cấm tôi, tôi được tự do ăn. Nhưng mà bởi vì ăn mà gây vấp phạm cho nên thôi tôi không ăn. Giống như Phao-lô nói là cái sự công bình là nếu là không ăn thịt, tức là ông phân tích cuối cùng rồi, trong cái việc mà những người ta đem thịt cúng thần tượng mà đem ra chợ bán đó, thì cuối cùng ông nói là nếu như vậy thì ông chọn không ăn thịt. Trong những ngày đó ông chọn không ăn thịt để làm gì? Ông nói là đối với ông ăn thịt đó cũng không có là cái gì, không có sao cả. Ăn cũng không sao mà không ăn cũng không sao, nhưng mà để tránh gây vấp phạm thì thôi, thà tôi không ăn thịt. Nói ở đây không có nghĩa là Phao-lô ăn chay trọn đời, nhưng mà trong những thời điểm đó, trong những ngày lễ đó, người ta cúng rồi người ta đem ra người ta bán, thì cái tất cả mọi cái thịt ở ngoài chợ bán đều là coi như là đều đã bị cúng hết. Vậy thì tôi không ăn thịt. À rồi, như ở Việt Nam chúng ta có những cái việc, chúng ta thấy là những người họ tin theo tôn giáo khác và họ vừa họ bán thức ăn đi, họ bán bánh mì, họ bán hủ tiếu, họ bán cơm, bán niệm kia, và họ cắm cây nhang ngay chỗ cái xe bánh mì của họ. Và nhiều người hỏi vậy thì tôi đến tôi mua bánh mì chỗ đó ăn được không? Đâu có sao đâu, bình thường mà. Tại vì họ cắm cây nhang đó là phải họ cúng cái bánh mì đó đâu, không? Nhưng họ cắm cây nhang đó là cái niềm tin của họ, họ thờ. Và cái niềm tin của họ là gì đây? Họ tin rằng họ cầu xin thần của họ phù hộ cho họ trong việc buôn bán, chứ không phải là cây nhang đó là đi cúng mấy cái bánh đó. Nhưng mà bây giờ nếu tôi có thể mua ăn ở đó, hoặc là tôi có thể chọn không mua ăn theo cái suy nghĩ của tôi có thể nói rằng tôi không ủng hộ cái sự thờ hình tượng đó,
Cho nên là bây giờ nếu như họ cúng để họ sinh thần của họ phù hộ, mà bây giờ tôi đến tôi mua thức ăn cho nó tôi ăn, và để cho họ được bán đắt, thì họ lại không có ngợi khen Chúa, mà họ cũng không biết ơn mình, nhưng mà họ lại cảm ơn ông thần của họ đã phù hộ, thì thôi tôi không mua chỗ đó. Đó là cái quyền tự do của tôi. Nước Đức Chúa Trời không phải bởi sự ăn uống. Đừng có quá chi ly trong mọi việc, nhưng mà hãy bước đi trong sự dẫn dắt, trong sự bình an của Chúa ở trong lòng của mình. Đó là chú ý chỗ này nha. Bước đi trong sự bình an. Chúng ta có quyền tự do để chọn lựa, nhưng chúng ta cũng đừng sử dụng sự tự do của mình để làm cớ cho nhiều người bị vấp phạm. À, tiếp tục. Cho nên cái vấn đề là để, cái vấn đề tóm lại ở trong cái bài học, trong phần chúng ta học ở đây để cho ngày phát triển trong chúng ta, đó là gì đây? Đó là chúng ta làm sao để chúng ta không bước đi theo ý riêng của mình, mà chúng ta để cho Ngài làm chủ cuộc đời của chúng ta. Để cho Ngài làm chủ cuộc đời chúng ta, để chúng ta dẫn dắt, để Ngài dẫn dắt chúng ta ở trong mọi sự. Đó là ý nghĩa của cái phần mà chúng ta học. Quan trọng là để cho Ngài dẫn dắt, chứ đừng có tự đưa ra cái luật, tự đưa ra cái giới hạn nào cả. Bởi vì Kinh Thánh Chúa Giêsu nói thế này: gió muốn thổi đâu thì thổi. Người nghe tiếng động nhưng không biết gió đến từ đâu và cũng không biết nó đi đâu. Và người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Tức là có ai định đường cho gió nó đi không? Nó có thể đang đi hướng này, nhưng có thể ngỡ trở ngược đi hướng này. Nó có thể đang đi thẳng, nó trở qua bên trái, nó trở qua bên phải, thậm chí nó xoáy vòng vòng. Đó là chuyện của gió. Và Chúa nói gì? Gió muốn thổi đâu thì thổi. Người nào được sanh bởi Thánh Linh cũng như vậy. Hãy để Thánh Linh của Chúa dẫn dắt chúng ta. Đừng có rập khuôn, đừng có đặt cho Chúa cái khuôn nào cả, mà hãy để Chúa dẫn dắt. Nhưng chúng ta cũng có sự khôn ngoan để chọn lựa. Nếu như việc đó chúng ta làm có gây vấp phạm cho người khác, đừng làm. Đừng làm. Vậy thôi. Chúng ta được gọi đến sự tự do, nhưng chớ lấy sự tự do đó làm dịp để chúng ta ăn ở theo tánh xác thịt. Vậy thì chúng ta thấy cái tầm quan trọng của việc mà chúng ta để cho Chúa được, để cho Ngài phát triển ở trong chúng ta chưa? Chúng ta cần phải để cho Ngài phát triển cho chúng ta. Và để cho Ngài phát triển cho chúng ta phải lột bỏ những cái gì, những cái tư tưởng của chúng ta, những cái quan điểm của chúng ta đi. Giống như Môi-se phải lột dài khỏi chân ngươi, giống như Giô-sê phải lột dài, thì chúng ta phải từ bỏ những cái quan điểm của mình, mà chúng ta hãy tập trung vào trong lời của Chúa. Nhưng mà phân tích như vậy đó, nhưng mà cuối cùng tôi nói cái phần của tôi. Tôi chọn không uống rượu. Tôi chọn không ăn đồ cúng. Tôi chọn không ăn huyết. Tôi chọn không ăn thú vật chết ngọt, dù trước mặt người khác hay là chỉ mình tôi. Đó là cái điều tôi chọn, bởi vì Chúa dẫn dắt tôi ở trong lòng tôi là như vậy. À, chúng ta có quyền chọn lựa của mình. Tôi quyết định tôi chọn tôi không uống rượu. Đó là loại thức ăn. Tôi chọn tôi không ăn nó là bởi vì tôi không muốn gây vấp phạm cho người khác, chứ không phải là ăn nó là có tội. Anh em ăn, cái đó là quyền của anh em. Anh em ăn anh em cũng không có tội, anh em không ăn anh em cũng chẳng có tội gì. Như Phaolô nói đó, nếu ta có đức tin thì ta ăn đủ mọi thứ, còn nếu không có đức tin thì chỉ ăn rau mà thôi. Người ăn rau chớ phán xét người ăn đủ mọi thứ, người ăn đủ mọi thứ cũng đừng phán xét cái người ăn rau. Đừng nói người ta. Quan trọng là cái sự bình an trong lòng của mình. Tôi vì Chúa mà tôi không làm cái điều đó. Đó là cái việc của tôi với Chúa. Nhưng mà nếu anh em thấy là anh em làm được điều đó, anh em làm điều đó bình an và không có sự cáo trách trong lòng, thì anh em cứ làm. Nhưng mà tôi nói với mấy vị, chúng ta đừng lợi dụng và đừng khinh lờn Chúa. Đừng khinh lờn Chúa bằng cách nào?
Có đôi khi chúng ta muốn quá, chúng ta nói Chúa muốn, đó là chúng ta đã khinh lờn Chúa. Không, chúng ta phải thật thành thật với tâm linh của mình. Phải thành thật với tâm linh của mình chứ đừng nói Chúa, chúng ta muốn quá là cái nói Chúa muốn. Khi chúng ta làm như vậy, chúng ta đang coi thường Chúa. Thế bây giờ chúng ta nghỉ giải lao, rồi chúng ta học thêm nữa. Chưa có được nghỉ đâu, chúng ta trái giáo án mà. Chúng ta học thêm một chủ đề nữa là chúng ta mới nghỉ.